Reuters dẫn lời nhân chứng đưa tin hơn 10 vụ nổ xảy ra tại thủ đô Kiev vào sáng 31 tháng 10 và khói bốc lên nhiều nơi. Nhiều khu vực trong thành phố bị cúp điện và mất sóng di động. Thị trưởng Vitaly Klitschenko cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công và một số khu vực bị cúp nước. Ông Ihor Terekov, thị trưởng thành phố Kharkiv ở vùng Đông Bắc cho biết thành phố bị tấn công bằng hai quả tên lửa, gây thiệt hại một cơ sở hạ tầng quan trọng. Các vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại thành phố Zaporizhia và Cherkasy. Cơ quan khẩn cấp Ukraine đã phát cảnh báo và kêu gọi người dân tuân thủ mệnh lệnh sơ tán theo tiếng chuông báo động, tìm nơi trú ẩn khi dự kiến sẽ có thêm các cuộc tấn công. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko viết trên Twitter rằng Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine và cho biết 40 quả tên lửa hành trình của Nga đã được phóng về phía Ukraine trong sáng 31 tháng 10. Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lvov ca ngợi hệ thống phòng không và cho biết lực lượng này đã bắn rơi các tên lửa trong điều kiện có trời sương mù. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga tiếp tục khơi mào chiến tranh lên cơ sở dân sự. Nga chưa bình luận gì về những cáo buộc trên. Trong những tuần gần đây, Nga đã đẩy mạnh tấn công tên lửa vào Ukraine sau khi cáo buộc nước này đứng sau vụ nổ cầu Crimea dù Kiev bác bỏ. Đợt tấn công lần này xảy ra sau khi Nga thông báo đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng tự hành của Ukraine nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol. Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công với sự giúp đỡ của chuyên gia Anh. Tuy nhiên, Ukraine đến nay chưa tuyên bố gì về cáo buộc liên quan. Theo RT, Nga còn cho rằng Ukraine đã lợi dụng hành lang thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để thực hiện cuộc tấn công. Do đó, Moscow đã quyết định rút khỏi thỏa thuận. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.